Rồi tất cả anh em. À, hồi sáng giờ thì bây giờ đã chiều rồi. Hồi sáng giờ thì mình thực sự là mình cũng có quay lại cái cuộc hành trình của mình đi làm giấy tờ như thế nào. Tại vì ví dụ cơ quan nhà nước anh em vậy, thì đây có những cái mà tế nhị, thì nghĩa là mình không có quay lại cho anh em xem. Nhưng mà bây giờ mình đã nói sơ lược về cái quy trình mà thủ tục làm giấy tờ để mua một chiếc xe ha. Thì trước tiên thì mình vô mình trong phòng công an á, tỉnh thì mình yêu cầu rút hồ sơ xong thì khi làm xong thủ tục thì qua phòng công chứng. Qua phòng công chứng thì trao đổi giữa hai bên mua bán, người mua và người bán. Ví dụ người bán thì yêu cầu nếu có gia đình, có vợ thì yêu cầu vợ, bắt buộc phải có vợ và chồng hai người. Còn mình đi mua thì mình không cần. Khi mà công chứng xong thì sẽ lấy lại phòng, đưa cái bản công chứng ra cho họ xem và mình rút toàn bộ hồ sơ về. Tiếp theo thì mình xin một cái biển số tạm ha. Thì nói chung tốn không bao nhiêu đồng anh em, nhưng mà xin cái biển số tạm để chạy an toàn hơn. Còn không thì anh em để cái xe, những xe đi sát ha, thì cũng có hồ bạc giấy tờ đầy đủ ấy mình mua lại, cho nên là xe của vậy đó. Đâu xong thì cuộc hành trình của mình bắt đầu về đến cái tỉnh của mình. Thì mình sẽ xuống chi cục thuế, để mình đóng thuế ha. Đóng thuế để sang tay mua cho mình. Thì bây giờ của mình á là nó đã có giấy tờ tạm rồi ha. Đây là hợp đồng công chứng với lại qua cái giấy tờ, nói chung là bên công an nó bàn giao cho mình. Đây sẽ có một cái phong bì niêm phong, chỉ có công an mới được mở, mình không được phép được mở anh em nha. Mình mở là công an nó không chấp nhận hồ sơ của mình, gọi là đã bị niêm phong. Đây là biển số tạm của mình, đây biển số đã bị bấm cắt rồi ha. Bên phòng công an ở đồng ở tỉnh Đắk Nông cũng đã cắt cái này của mình rồi. Thì đơn giản như vậy thôi, thì mình về mình sẽ đưa nó ngay cho bộ này, cho bên thuế. Còn phòng này là bên cấp biển số cho mình ha. Còn một số giấy tờ thì nữa thôi, đơn giản là như vậy. Thì bây giờ mình nói để anh em biết đi ha, đơn cử là cái quy trình của mình là như vậy, để khi nào anh em đi mua xe hay như thế nào không bỡ ngỡ. Tại vì là mình cũng lăn người bỡ ngỡ ha. Tại vì mình làm video này để nói cho anh em biết những cái bỡ ngỡ anh em giống mình là như vậy, mình giống anh em là như vậy. Tại vì mình không biết anh em mình tới ở đâu, mình cũng hỏi từng ly một tí một tí một tí à, cái quy trình nó như thế nào nào. Và bây giờ mình đúc kết lại, mình nói cho anh em nghe, đó là cái đúc kết của mình nói cho anh em. Ok, bây giờ hiện tại là trễ rồi anh em, bây giờ 4 giờ chiều rồi, 5 giờ rồi. Mình có chở một ít bít nữa, bít với là cái gì ta, sầu riêng. Mình mua đây này nói chung là thấy giá cả nó hợp lý, tính thì mình cũng thích ăn sầu riêng nữa, nên mình mua một ít về mua đi bán lại, gỡ đồng lọt ha, gỡ lọt đồng kiếm đi cà phê uống. Đường này rất đẹp bên đây. Nói chung là bây giờ thì hết cơ hội quay clip về đầu xe đầu kéo cho anh em xem, mình không chia sẻ được những cái kinh nghiệm mình có cho anh em nữa. Thì thay vì đó thì mình sẽ chia sẻ những cái công việc hàng ngày, có gọi là khả năng là sẽ là vlog, thì mình làm những cái gì hàng ngày của mình quay lại. Nếu anh em nào thấy yêu mấy yêu quý mình thì đăng ký đi, theo dõi mình để mình có thêm động lực làm những video hay hơn. Ví dụ như trường hợp mình đi trên đường mình gặp những cái địa điểm xe đang gia bất hàng hay bỏ hàng vì xe đầu kéo gia bất hợp, thì mình sẽ quay lại những cái cảnh đó cho anh em. Hay là những lúc mà mình, tại vì mình quen rất nhiều anh em về xe đầu kéo
nên là khi nào xe mới đẹp thì mình sẽ review cho anh em xem những cái xe gọi là chắc định để anh em mở rộng thêm, biết thêm. Hy vọng rằng anh em luôn luôn đồng hành cùng mình để mình có những trải nghiệm cuộc sống ha. Phía trước chúng ta là chốt công an nha ha. Thì tại vì mình không biết có đấu không, tại vì mình chưa biết công an là cái này như thế nào, nhưng mà mình như vậy đó. Nhưng mà anh phải đi ra quân nhiều lắm. Hồi nãy là mình có đi về đâu, về Buôn Mê Thuột, từ Đắk Nông về Buôn Mê là khoảng 100 mấy 120 cây, không biết cây số á. Thì mình có về đó để rút tiền chuyển khoản. Thì do ở ngân hàng ở Đắk Nông không có ngân hàng này, không có ngân hàng Agribank ha, cho nên là mình bắt buộc mình phải đi về bên kia để mình về Buôn Mê để mình chuyển khoản ở ngân hàng Vietcombank á. Giờ đã mình có đi cái đoạn Đắk Nông này thì mấy anh nói chung là cái xe mà xe limousine á thì họ quá hiểu rõ, tại vì con đường này một ngày họ chạy 4 tiếng là 8 vòng anh em, 8 vòng từ Đắk Nông đi Buôn Mê, cho nên họ cũng rõ về cái quá trình anh công an giao thông làm ở đây. Thì nói chung là họ chạy không dính, nhưng mà mình chạy mà không quen đường ở Đắk Nông này hay là những cái tỉnh miền Tây Nguyên này thì anh em nên nhớ là phải cố gắng chạy cẩn thận, đường xá rất nhiều vạch kẻ đường ha, rất nguy hiểm. Thì thôi tiếp tục mình sẽ qua những cái hành trình về sáng mai của mình. Ok thôi, tại vì tối rồi anh em, mình quay đôi khi là cái máy quay của mình nó không có chuẩn để anh em xem nó, thì mình sẽ quay vào sáng mai thôi. Tạm biệt anh em nha, chúc anh em chiến đấu vui vẻ, có một ngày làm việc hiệu quả, xong rồi về nghỉ ngơi cùng gia đình ha. Mình mới nói, muốn nói thêm là khi mà xuống phòng công chứng á thì anh em phải nhớ là khi mua xe, người mua và người bán đều phải có hộ khẩu anh em nha, phải đem theo hộ khẩu. Ví dụ như người mua là như mình không có đem hộ khẩu thì mình có thể là chụp cái hộ khẩu chủ hộ và mình là người con chủ hộ thì mình có thể chụp đi cái hộ khẩu đó, quay điện thoại là đưa họ xem, xong mà nhắn qua cho họ thì nói chung đó là họ chăm trước cho mình thôi là được. Ok, ở đâu cũng được như vậy. Còn người mua bắt buộc là phải có vợ có chồng ha, hai bên, tại vì tài sản là tài sản của chung, anh em bắt buộc là phải có hai người, anh em nhớ không đó, để anh em dễ làm. Mình rất thích cái khu vực này là thông từ thông hai bộ ở đây. Rồi mình đã tới trạm Tân Phú ha. Xe mình thì hồi trước là không có cái tự động đó, nhưng mà bây giờ thì như là có thấy rồi sao ấy, bây giờ mình tự động nên thử như vậy hơn. Để lần đầu tiên mình đi cái xe nhỏ nha, thì không biết là cái tiền là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em sơ lược để anh em biết về cái đó, mình cũng chưa biết anh em. À, xe mình biển số tạm, cho nên là họ phải nhập biển số tạm vào. À, mình thấy rồi, 35.000. Ok, cảm ơn. À, đây là phí đường bộ công ty cổ phần Đức Long ở Đắk Nông. Thì giá vé hiện tại là 35.000 này, 35.000 đồng tiền vé. Ok. Thì hồi
trước á là cái váy này mình chạy á thì mình hay giữ lại ha, nhưng mà đến bây giờ thì mình không thể giữ lại nữa, tại vì đó không phải là cần thiết nữa ha. Tiền của mình, chai của mình vứt chỉ à, dầu lại vứt à. Nói chung là bây giờ anh em có tặng với anh em á thì mình mua được cái xe mình rất mừng, tại vì đây là tài sản của mình, tài sản của riêng mình ha. Mình không có lệ thuộc vào ai hết, bây giờ mình chỉ lệ thuộc vào chủ hàng ha. À, có hàng kêu mình chạy, không có hàng thì mình dừng đó mình cà phê cà pháo. Đấy, đường đẹp lên, buổi chiều đẹp hơn. Đây là xe này mình mua lúc nó xe còn chắc anh em, ngon lắm, mình nghĩ ngon lắm, tại vì 25 đến giờ mà có gì đâu. Clip ra thì sáng mai mình sẽ qua cho anh em xem.